chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Bạn hãy chạm vào bài muốn học. G G Ga G A Ga Gà G A Ga Huyền gà Gỗ G O Gô ngã gỗ G hoa và G thương Giỏi quá, bạn đã hoàn thành bài học này. Bé rất thích ăn trái cây. G G G G G Giỏi quá, bạn đã hoàn thành bài học này. Bạn hãy chạm vào nút bên dưới để quay về mục lục.